đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024. Luật nhà ở mới quy định điều kiện để cấp sổ hồng cho chung cư mini gắn chặt với các yêu cầu về xây dựng, đảm bảo an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy. Phải thực hiện việc rà soát và phân loại đối với những dự án mà đáp ứng những cái điều kiện tiêu chí về phòng cháy chữa cháy, về chất lượng xây dựng thì người dân có quyền đề xuất xin cấp sổ hồng cho từng căn. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận biểu dương 11 bộ, cơ quan trung ương và 38 địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả giải ngân kế hoạch 7 tháng trên mức trung bình của cả nước. Đồng thời, nghiêm khắc phê bình 33 bộ, cơ quan trung ương và 25 địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch 7 tháng dưới mức trung bình của cả nước là 34,68%. Vâng, nhằm nâng cao năng lực hấp thụ vốn vào nền kinh tế, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tạo tiền đề thuận lợi hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chính phủ, chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ về đôn đốc phân bổ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Trong đó, quán triệt bám sát chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức, vai trò, ý nghĩa của đầu tư công đối với phát triển kinh tế xã hội, xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, thực hiện điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, làm việc nào, dứt việc đó, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện 5 quyết tâm, 5 đảm bảo trong tổ chức triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024. Cụ thể, 5 quyết tâm gồm có: quyết tâm giữ vững kỷ luật kỷ cương, đẩy lùi tiêu cực trong triển khai giải ngân vốn đầu tư công; quyết tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo sinh kế cho người dân; quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và các phát sinh trên thực tế làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quyết tâm đổi mới phương pháp, cách làm, ứng dụng giải pháp công nghệ mới hiện đại, tăng cường chuyển đổi số; quyết tâm bám sát thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc, khắc phục tình trạng đẩy lùi, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Vâng, và 5 đảm bảo gồm có đảm bảo đủ nguyên vật liệu, nhất là cát, sỏi, đá, đất đắp nền để phục vụ thi công các dự án, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, dự án trọng điểm, liên vùng, đường ven biển. Đảm bảo số lượng nhân lực, lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, đủ tâm, đủ tầm để phân công thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác giải ngân vốn đầu tư công. 3 là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân trong triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo sinh kế cho người dân trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, nơi ở mới ít nhất phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. 4 là đảm bảo quản lý đầu tư công đúng quy định, không kéo dài thời gian thực hiện dự án, làm tăng tổng mức đầu tư dự án, gây thất thoát vốn, giảm hiệu quả đầu tư. 5 là đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo mục tiêu, quy hoạch đề ra và đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong triển khai thực hiện các dự án. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư và đấu thầu dự án. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân từng tháng, quý, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên, đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công trình dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì hoạt động các tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công tác đặc biệt về giải ngân đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm tổ trưởng. Cùng với đó, đảm bảo nguồn vốn ngân sách địa phương chi cho đầu tư phát triển, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan có thẩm quyền tại địa phương phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương có dự án đầu tư công trên địa bàn quản lý trong việc giới thiệu, chấp thuận địa điểm xây dựng, thủ tục giao đất xây dựng dự án, lập điều chỉnh kế hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, thỏa thuận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông.
Cũng tại chỉ thị này, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định tại các luật liên quan theo hướng đơn giản hóa, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, tháo gỡ các chồng chéo vướng mắc, đảm bảo công khai minh bạch, chống tham nhũng lãng phí, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9 tới. Vâng, và Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các nội dung còn vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư công tại luật ngân sách nhà nước. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và nhà tài trợ kịp thời xử lý các vướng mắc về đàm phán, ký kết thỏa thuận vay, rút vốn từ nhà tài trợ, thanh quyết toán, nghiên cứu tham mưu chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về quy trình thủ tục vay vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài theo hướng đơn giản, hài hòa tối đa các quy định thủ tục giữa Việt Nam và nhà tài trợ. Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, kịp thời nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp điều hành giá, các chính sách về thuế, phí và các chính sách khác, hướng dẫn xử lý các vướng mắc của các địa phương trong việc tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước và các đơn vị chức năng bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án, kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án ngay khi đã đầy đủ hồ sơ theo quy định, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Các bộ gồm Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án đường bộ cao tốc, dự án trọng điểm liên vùng, đường ven biển gắn với đợt thi đua 500 ngày đêm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thi đua hoàn thành thắng lợi các dự án đường bộ cao tốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 30 tháng 8 về công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, rà soát các quy định, trường hợp cần thiết, đề xuất sửa đổi và bổ sung cho phù hợp. Bộ Xây dựng thì sẽ theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc đảm bảo cung cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2024, khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 08/2022 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường trong tháng 8 này. Đồng thời trong tháng 8, hướng dẫn việc quản lý, chuyển đổi đất rừng, đất lúa liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư công. Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng vừa công khai giá bán tại các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán khoảng 14 đến 19 triệu đồng một mét vuông. Trong đó thì 3 dự án đã được phê duyệt giá, 2 dự án khác cũng ở trung tâm thành phố đang làm thủ tục đề nghị thẩm định giá. Theo khảo sát thì giá chung cư thương mại ở Hải Phòng hiện nay từ 35 triệu đồng đến 60 triệu đồng một mét vuông tùy phân khúc. Như vậy thì nhà ở xã hội có giá rẻ hơn gần một nửa tới 1/3 so với nhà ở thương mại. Theo Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng thì cơ quan chức năng sẽ rà soát các sàn giao dịch bất động sản, các đơn vị thực hiện tư vấn môi giới bất động sản tại dự án, không để xảy ra tình trạng trục lợi, ép buộc người mua ký các hợp đồng tư vấn nội thất khi mà đăng ký mua nhà ở xã hội. Luật nhà ở 2023 đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 vừa qua với nhiều điểm mới về loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ do các cá nhân xây dựng để bán cho thuê hay còn gọi là chung cư mini. Trong đó có một nội dung được đặc biệt quan tâm, đó là việc cấp giấy chứng nhận hay còn gọi là sổ hồng cho từng căn hộ. Và tôi biết là chị Minh Hằng vừa có những ghi nhận về câu chuyện này thì chị có thể trình bày cụ thể hơn với đến chúng tôi ạ. Vâng, thưa chị Thu Hương, thưa quý vị khán giả, tôi sẽ gửi đến chị cùng quý vị khán giả nội dung mà tôi vừa tìm hiểu ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị, theo thống kê từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thì Hà Nội hiện nay đang có hơn 2.000 chung cư mini. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo cơ quan công an thì đang có khoảng 42.000 nhà trọ kiểu chung cư mini. Những con số trên cho thấy là loại hình nhà ở này đang vô cùng phổ biến, đặc biệt là tại các thành phố lớn nằm len lỏi giữa nhiều quận huyện. Theo giới chuyên môn, theo quy định của luật nhà ở mới thì điều kiện để cấp sổ hồng cho chung cư mini gắn chặt với các yêu cầu về xây dựng, đảm bảo an toàn, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy. Điều 57 luật nhà ở 2023 quy định, chung cư mini từ 2 tầng trở lên có thiết kế căn hộ để bán hoặc từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê. Nhà đầu tư sẽ phải thành lập doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính. Với các tòa nhà có quy mô, số lượng nhỏ hơn, luật mới quy định không phải thành lập doanh nghiệp, nhưng chủ đầu tư phải tuân thủ các yêu cầu xây dựng đáp ứng điều kiện về phòng cháy, chữa cháy với chung cư mini. Đối với việc cấp sổ hồng cho từng căn hộ chung cư mini, luật quy định
căn hộ chung cư mini được cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai, được bán, cho thuê mua, cho thuê theo quy định của luật này và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Vâng, như vậy nói một cách dễ hiểu, tức là người mua căn hộ chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng nếu tòa chung cư mini đó đáp ứng được các tiêu chuẩn về xây dựng, phòng cháy chữa cháy và quản lý sử dụng theo quy định của Bộ Xây dựng. Thực tế cho thấy là sau 10 năm xuất hiện thì chỉ có một số ít chung cư mini có thể làm được sổ hồng riêng cho từng căn hộ. Còn lại thì chủ yếu người mua chỉ có thể tạm yên tâm cho quyền lợi của mình bằng cách là ghi tên cùng hàng chục người khác đồng sở hữu sổ hồng của mảnh đất xây dựng, chung cư mini. Những người mua lại thậm chí còn không được ghi tên trên sổ, chẳng khác gì trả tiền thuê nhà dài hạn cả. Tôi chuyển đến căn hộ này từ đầu năm 2023. Tuy nhiên, tôi chưa được ghi tên của mình vào sổ hồng vì tôi phải mua qua một chủ khác. Và điều này khiến tôi cảm thấy rất là lo lắng. Vì nếu như sau này tôi muốn chuyển nhượng cho một khách hàng khác mà họ khó tính, thì nó sẽ rất là khó khăn cho tôi. Quan trọng nhất ấy là cái việc mua bán chuyển nhượng đứng tên trên sổ là không thể xảy ra. Và thứ hai nữa, trong trường hợp mà người dân muốn dùng cái sổ đấy để mang đi thế chấp ngân hàng, vay một khoản nguồn vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh chẳng hạn, thì cái việc đấy là không thể, bởi vì các ngân hàng người ta thường không chấp nhận những cái sổ hồng có đứng tên quá nhiều người trên sổ. Và thứ ba nữa, việc đăng ký cái hộ khẩu cho con cái mình đi học sau này là rất khó. Vâng, thực tế trong nhiều văn bản quy định trước đây thì cũng đã đề cập đến việc cấp sổ cho chung cư mini. Nhưng mà hầu hết chung cư mini xây ở giai đoạn trước, chủ nhà không tuân thủ các quy định về xây dựng, về phòng cháy chữa cháy nên không thể làm được sổ hồng riêng cho các căn hộ. Thậm chí là một số chung cư sau này còn bị phát hiện là xây vượt tầng so với giấy phép xây dựng. Nên là chắc chắn với quy định của luật mới, quy trình cấp sổ được đánh giá là rõ ràng, chặt chẽ hơn, sẽ loại bỏ các chung cư không đảm bảo an toàn. Và sau đây sẽ là một ví dụ dễ hiểu cho quý vị và các bạn. Để một tòa chung cư mini như thế này có thể được cấp sổ đỏ theo luật mới có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8, điều kiện đầu tiên đó là đường trước cửa nhà phải có chiều rộng tối thiểu là 3m, cách mặt đường chính tối đa 300m. Ngoài ra, các căn hộ trong tòa chung cư mini có diện tích không được nhỏ hơn 25m2. Có thể nói là chỉ với 3 điều kiện kể trên thì có thể thấy là số lượng căn hộ chung cư mini có thể được cấp sổ đỏ trong thời gian tới tại Hà Nội chắc chắn sẽ không nhiều. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trên thị trường, luật mới có hiệu lực là một bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người mua. Những dự án khi đã trải qua đủ quy trình thủ tục thì người mua sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tránh tình trạng chủ đầu tư như trước là thu tiền rồi đem con bỏ chợ. Đối với những cái dự án mà người dân đã được cấp sổ hồng riêng cho từng căn hộ ấy, thì cái việc giao dịch vẫn được thực hiện bình thường và không bị ảnh hưởng gì cả. Còn cái trường hợp là những cái dự án mà người dân họ chưa được cấp sổ hồng cho từng căn ấy, thì sẽ phải thực hiện cái việc rà soát và phân loại. Đối với những dự án mà đáp ứng những cái điều kiện tiêu chí về phòng cháy chữa cháy, về chất lượng xây dựng thì người dân có quyền đề xuất xin cấp sổ hồng cho từng căn. Ngược lại, đối với những cái dự án, những cái khu nhà chung cư mini mà không đáp ứng những cái điều kiện về phòng cháy chữa cháy, về xây dựng và những quy định pháp luật về nhà ở trước đây ấy, thì những cái dự án như vậy không những chủ đầu tư sẽ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính mà người dân cũng sẽ không được cấp sổ. Với các quy định mới, những doanh nghiệp cá nhân muốn đầu tư xây chung cư mini cũng phải tìm kiếm các vị trí, diện tích đất phù hợp để đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, thay vì ồ ạt tìm gom mua các mảnh đất trống trong nội thành rồi xây nhà để bán. Với tư cách là một nhà đầu tư thì tôi vẫn tiếp tục đầu tư vào cái loại hình chung cư mini này thôi. Nhưng không hướng tới cái việc mà mua bán, mà tôi hướng tới cái việc mà tôi tự cho thuê để khai thác. Cái nhu cầu ở những cái thị trường như Hà Nội này nó rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là những thay đổi trong luật nhà ở 2023 về loại hình chung cư mini được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc thanh lọc thị trường loại hình này, tránh tình trạng núp bóng xin giấy phép xây nhà riêng lẻ rồi âm thầm bán các phòng nhỏ, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân mua để ở.
Vâng, thưa quý nhà đầu tư, thị trường chứng khoán trong nước ngày hôm qua đã ghi nhận phiên giao dịch với nhiều nhịp tăng giảm đan xen, áp lực bán vẫn trội hơn khiến cho kết phiên chỉ số VN-Index giảm 7,56 điểm xuống 1.208 điểm. Thanh khoản vẫn neo mức thấp khi mà giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt trên 16.700 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại cũng tạo thêm áp lực cho thị trường chung khi mà họ bán ròng với giá trị gần là 1.136 tỷ đồng trên toàn thị trường. Một mùa báo cáo tài chính sắp đi qua, cho đến thời điểm này thì đã có hơn 1.100 trên tổng số là 1.219 doanh nghiệp niêm yết công bố kết quả kinh doanh quý 2, chiếm 99% vốn hóa thị trường. Có những cái tên có kết quả kinh doanh đầy triển vọng, nhưng cũng có những cái tên chưa đạt được kỳ vọng của nhà đầu tư. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem là báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong quý 2, ở đâu sẽ là những nhóm ngành tiềm năng trong giai đoạn tới. Trong báo cáo mới nhất của chứng khoán BSC, ước tính lợi nhuận ròng toàn thị trường của các công ty niêm yết trên 3 sàn tăng 20,89% so với cùng kỳ nhờ vào sự phục hồi kinh tế và hiệu ứng cơ sở thấp từ quý 2 năm ngoái. Trong đó, thép hay bán lẻ là những ngành đóng góp hàng đầu cho chỉ số tăng trưởng chung. Bán lẻ, hóa chất, hàng tiêu dùng, xây dựng thì cũng đang tăng khá là nhanh. Và cái nhóm mà luôn luôn và tăng ổn định trong những năm vừa qua thì bao gồm có công nghệ thông tin, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm thì cũng tăng sấp xỉ từ khoảng 19% tới 21% so với các cùng kỳ. Theo số liệu từ VN Direct, trong quý 2 năm 2024, có đến 27 doanh nghiệp trong nhóm VN30 ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ròng. Dẫn đầu là hai cổ phiếu thuộc nhóm bán lẻ, MWG tăng 6.635% so với cùng kỳ và MSN tăng 377%. Nói về triển vọng đầu tư trong phần còn lại của năm 2024, các chuyên gia nhận định ngành bán lẻ vẫn còn nhiều dư địa phục hồi với cơ sở là tăng trưởng lợi nhuận tích cực trên nền thấp của 2023. Bán lẻ cũng là những cái nhóm mà có mức tăng trưởng lợi nhuận rất là mạnh dựa trên cái mức nền thấp, và hay là nhóm ngân hàng vẫn duy trì được cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Thì với những cái nhóm ngành như vậy thì kết quả kinh doanh quý 2 tốt và tiếp tục có những cái triển vọng của quý 3 và quý 4. Cái ngành bán lẻ được hưởng lợi nhiều ở thị trường Việt Nam do là cái quy mô dân số của chúng ta rất lớn. Chúng ta cũng là một cái nước mà đang trên đà phát triển và tốc độ đô thị hóa cũng như gia tăng cái tỷ lệ gọi là tầng lớp trung lưu nó đang ngày càng nhanh. Nửa đầu 2024, bán lẻ, tài nguyên cơ bản hay viễn thông là những nhóm ngành có sự dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận sau thuế. Ở chiều ngược lại thì dầu khí hay bất động sản là những nhóm ngành chưa đạt được kỳ vọng. Cùng với triển vọng về phục hồi kinh tế, xuất khẩu, kết quả kinh doanh quý 2 sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đãi cát tìm vàng trong giai đoạn tới. Để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý và tránh bị gián đoạn giao dịch trong quá trình sử dụng các sản phẩm và dịch vụ, thì nhiều công ty chứng khoán đã gửi thông báo đến khách hàng về việc thực hiện cập nhật điều chỉnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân không gắn chip sang căn cước công dân gắn chip. Hoạt động này căn cứ theo luật căn cước số 26/2023/QH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thông tin của nhà đầu tư cần phải được cập nhật để khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, căn cước công dân gắn chip. Việc cập nhật thông tin căn cước công dân được đánh giá là cần thiết để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư cũng đồng thời góp phần minh bạch hóa thị trường chứng khoán. Và để tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Khớp lệnh vào lúc 11h30 phút trên YouTube và fanpage của VTV Money. Vâng, thưa quý vị, tiêu trước trả sau từ lâu đã trở thành thói quen trong văn hóa tiêu dùng của người Mỹ. Tuy nhiên thì với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, dữ liệu đã chỉ ra là số nợ thẻ tín dụng của người Mỹ đã đạt mức kỷ lục, cho thấy là áp lực chi tiêu đang ngày càng đè nặng lên người tiêu dùng. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung này cùng phóng viên Công Tùng, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này. Xin kính chào quý vị khán giả. Hơn 1,14 nghìn tỷ đô la là khoản nợ tín dụng của người Mỹ được ghi nhận trong quý 2, xác lập một kỷ lục mới. Nợ thẻ càng nhiều, các hộ gia đình Mỹ càng gánh thêm căng thẳng tài chính kéo dài. Theo CNBC, số dư thẻ tín dụng đã tăng 27 tỷ đô la trong quý 2, tăng 5,8% so với một năm trước. Tỷ lệ nợ có hạn cũng cao hơn, đặc biệt là những người trẻ tuổi từ 18 đến 39. Nghiên cứu cho thấy những người đi vay chậm trả thường là người thuê nhà có lịch sử tín dụng ngắn hạn. Họ dễ bị tổn thương về tài chính và khó trả nợ. Trang tin MarketWatch nhận định, kể từ sau cuộc suy thoái năm 2007-2009, chưa bao giờ người Mỹ lại chậm trả thanh toán thẻ tín dụng như hiện nay. Dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy, trong năm qua, 9,1% số dư thẻ tín dụng đã chuyển sang nợ quá hạn,
tức nợ quá 30 ngày. Lạm phát cao cùng với lãi suất cao đã làm xói mòn tiền tiết kiệm của nhiều người Mỹ, khiến họ mang nhiều nợ hơn và trong thời gian dài hơn. Và chi tiêu bằng thẻ tín dụng giờ đây trở thành một khoản chi tiêu đắt đỏ. Lãi suất thẻ tín dụng đã lên tới 20%. Theo Forbes Business, hiện nay 57% người tiêu dùng Mỹ sống dựa vào thẻ tín dụng. Hầu hết các thẻ tín dụng đều có lãi suất thả nổi. Khi Fed tăng lãi suất cơ bản, hiển nhiên lãi suất thẻ tín dụng cũng tăng theo. Một cuộc khảo sát cho thấy 36% người Mỹ nói rằng họ rất khó để trả các khoản nợ định kỳ đúng hạn. Lý do chính là do mất việc hoặc giảm thu nhập. Theo tính toán của Rossman, với mức lãi suất hàng năm là 20%, nếu bạn thanh toán tối thiểu số dư thẻ tín dụng trung bình khoảng hơn $6,200, bạn sẽ mất tới 18 năm để trả hết nợ và phải trả thêm hơn $9,300 tiền lãi. Sau 11 lần tăng lãi suất của Fed, lãi suất thẻ tín dụng trung bình trên 20% hiện nay cũng đã gần mức cao nhất mọi thời đại tại nền kinh tế số 1 thế giới. Công Tùng, phóng viên truyền hình Việt Nam, tại Mỹ. Đến đây thì chương trình Tài chính Kinh doanh sáng nay của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.